Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư là công tác thường xuyên và vô cùng quan trọng để xây dựng ý thức phòng cháy chữa cháy cho bà con nhân dân, không chủ quan lơ là mất cảnh giác với giặc lửa là mục đích mà chính quyền các cấp và lực lượng công an cơ sở hướng tới. Thời gian qua, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều cách làm và biện pháp hữu hiệu để người dân nâng cao hơn ý thức phòng cháy và chữa cháy tại chỗ, ngăn ngừa thiệt hại có thể xảy ra trên địa bàn. Đây là một buổi thực tập phương án phòng cháy chữa cháy ngay tại khu vực chợ Cồn của phường Hải Châu 2. Tình huống đặt ra khi ngọn lửa bùng phát ở nhà một hộ dân nằm sâu trong kiệt hẻm, sát đường vào chợ. Ngay lập tức, cả khu dân cư được báo động và triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy, chống cháy lan. Người dân và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã phối hợp để dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu. Công an phường cũng như cảnh sát khu vực cũng hướng dẫn những bài học bổ ích về công tác phòng cháy chữa cháy, rồi sử dụng bình chữa cháy, rồi các loại dây nổ. Trên thực tế ở khu dân cư tuy là phức tạp thật sự, nhưng công tác phòng cháy chữa cháy đối với chúng tôi trở thành một miếng cơm, một manh áo cũng như là đi gần với đời sống thiết thực. Bên cạnh việc phát động phong trào thi đua, cam kết thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy đối với toàn bộ các khu dân cư, thì Công an phường Hải Châu 2 cũng đã tăng cường việc nắm tình hình địa bàn, những nơi dễ xảy ra cháy nổ để có hướng tuyên truyền phù hợp. Cùng với đó, để thích ứng hơn với công tác phòng chống dịch, Công an phường còn tận nơi ủng hộ và tặng miễn phí bình chữa cháy tại chỗ cho những hộ dân gặp khó khăn, lồng ghép những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Công an phường hay nhắc nhở để người dân cảnh giác, để phòng chống lửa cháy, để khỏi là ảnh hưởng đến tài sản của nhân dân. Thực tế, từ đầu năm đến nay, địa bàn phường Hải Châu 2 có xảy ra 2 vụ cháy nhưng đều được người dân phát hiện và dập tắt kịp thời, không có hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Chính sự chủ động và sâu sát của chính quyền địa phương cũng như lực lượng công an phường đã tác động rất lớn đến ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân khu vực. Ban chỉ huy công an phường Hải Châu 2 sẽ có nhiều các phương án khác tại các khu dân cư trên địa bàn nhằm để cho nhân dân thấy rõ sự nguy hiểm, tác hại của cháy nổ, để cho người dân không còn lúng túng, bỡ ngỡ khi có hỏa hoạn xảy ra. Giặc lửa sẽ không chừa bất cứ nhà dân hay cơ sở kinh doanh nào. Chính sự cảnh giác và chủ động phòng ngừa sẽ giúp mỗi khu dân cư, tổ dân phố được đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.